Tiếp theo cái ví dụ về tìm cực trị hàm một biến trong toán kinh tế đó. Thì ở đây nó cho cái hàm sản xuất ngắn hạn, giá sản phẩm, giá thuê lao động, tìm mức sử dụng lao động để cái lợi nhuận là tối đa. Vậy thì ở đây mình phải lập hàm lợi nhuận. Mình phải lập hàm lợi nhuận. Trước tiên là mình lập hàm doanh thu. Thì cái hàm doanh thu của mình nó sẽ là hàm doanh thu là mình ký hiệu là TR. Nhưng mà ở đây là hàm theo biến L cho nên mình mở ngoặc ra để L. Và hàm doanh thu thì nó sẽ bằng B nhân Q. Nhưng mà B của mình ở đây đề nó cho là 5, là giá sản phẩm là 5 này. Còn Q của mình nó là 100 căn bậc 5 của L mũ 3. Thì mình có thể ghi thành là 500. 100 nhân cho 5 là 500. Và căn bậc 5 của L mũ 3 thì mình có thể viết thành là mình viết thành là L mũ 3 phần 5. Rồi cái hàm lao động, hàm chi phí, mình sẽ tìm hàm chi phí ra. Hàm chi phí. Hàm chi phí này thì nó là hàm cũng là hàm phụ thuộc theo L. Mình ký hiệu là TC. TC này phụ thuộc theo biến L. Thì lúc này nó sẽ bằng gì? Nó bằng giá của cái lao động là BL và nhân cho L. Mà BL bằng 3, vậy thì này là 3L. Vậy thì cái hàm lợi nhuận của mình nó sẽ là hàm lợi nhuận là mình sẽ ký hiệu là B. Thì cái hàm này nó cũng theo biến L. Thì nó sẽ bằng hàm doanh thu trừ đi cho hàm chi phí. Và lúc này nó sẽ bằng là 500 L mũ 3 phần 5 và trừ cho 3L. Mình muốn tìm điểm cực đại, cực tiểu của một hàm số á, thì đầu tiên á, là mình phải tính đạo hàm của nó. Tức là chúng ta có bi phẩy theo biến L. Thì cái này đó, L là mũ 3 phần 5. Thì đạo hàm của nó L mũ 3 phần 5 thì mình có 3 phần 5 nhân cho L mũ 3 phần 5 trừ 1. 3 phần 5 trừ 1. Rồi trừ cho 3. Thì cái này ra 300. Thì 500 chia 5 và nhân 3 là 300. L mũ trừ 2 phần 5. Đấy. Thì 3 phần 5 mà trừ cho 1 thì còn trừ 2 phần 5. Rồi trừ cho 3. Và bước tiếp theo là chúng ta sẽ cho cái đạo hàm này bằng không, tức là chúng ta sẽ cho là bi phẩy theo biến L này cho bằng không. Thì chúng ta giải ra chỗ này thì chúng ta sẽ được là L mũ trừ 2 phần 5 nó sẽ bằng 1%. 1% tức là 3 chia 300 đó. 3 chia 300 là 1%, tức là 10 mũ trừ 2. Như vậy thì chỗ này mình sẽ suy ra được L nó sẽ bằng 10 mũ trừ 2 và tất cả mũ trừ 5 phần 2 lại. Thì mũ 2 trừ 2 phần 5 mà mũ nó trừ 5 phần 2 lại thì nó ra, mình lấy số mũ nghịch đảo nó thì nó sẽ ra L. Đấy, tức là cái chỗ này nó bằng 10 mũ 5. Là 10 mũ 5. Đấy, thì nghiệm của đạo hàm là 10 mũ 5. Bây giờ mình sẽ tính cái đạo hàm cấp 2. Đạo hàm cấp 2 thì đạo hàm cấp 1 của nó đang là 300 nhân L mũ trừ 2 phần 5. Thì đạo hàm cấp 2 của nó sẽ là 300 nhân trừ 2 phần 5. Rồi nhân cho L mũ trừ 2 phần 5.
và trừ thêm một nữa. Tức là chỗ này mình sẽ có là trừ 600 phần 5 nhân L mũ trừ 7 phần 5. Vậy thì ở đây mình sẽ thay cái L bằng 10 mũ 5 này vào đây. L bằng 10 mũ 5 cho đây. Thì nó sẽ có là bằng B2 phẩy tại cái điểm 10 mũ 5 này. Tức là mình sẽ được 600 phần 5 mà nhân cho 10 mũ 5 tất cả mũ trừ 7 phần 5. Thì cái này nó ra là 1 phần 10 mũ 7. Thì hiển nhiên cái số này nó âm. Thì tất cả cái hàm mũ này thì với cái cô hàm mũ này, nó dương rồi, chỗ này nó dương nè. Và chỗ này nó số âm nữa thì đây chắc chắn là âm rồi. Như vậy thì mình sẽ suy ra được là L bằng 10 mũ 5 là điểm cực đại của hàm bi. Của hàm BL. Hàm BL mình tìm ở trên đây. Hàm bi này L là hàm này. Đấy, như vậy thì chúng ta sẽ có là theo đề bài đó thì nó yêu cầu tìm mức sử dụng lao động để cái lợi nhuận tối đa. Như vậy thì suy ra cái bi mắc. Bi mắc tức là giá trị lớn nhất của hàm hàm bi đó thì nó sẽ bằng giá trị hàm bi tại điểm 10 mũ 5 này. Và cái chỗ này mình có thể thế vô cái hàm bi mình vừa tìm được, mình tính ra. Thì ở đây chúng ta có 500 nhân cho L mũ 3 phần 5. 3 phần 5. Rồi trừ cho 3L. Và mình cho L nó bằng 10 mũ 5. Thế thì nó ra là 200 ngàn. Vậy thì bi mắc của chúng ta là bằng 200 ngàn. Bi mắc bằng 200 ngàn. Vậy ở mức sử dụng lao động L bằng 10 mũ 5 thì cái lợi nhuận cực đại. Lợi nhuận tối đa. Đấy, thì đây là cái ví dụ mà về cái tối ưu hàm một biến.